Vâng, xốp xạ thủ PCB Ba Miền, em lại xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em. Thì nơi đâu lại cho em gửi lời chúc toàn thể các bác cùng toàn thể anh em có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi niềm đam mê của mình. Và trên màn hình nhỏ của các bác đây là em giới thiệu mẫu khung cò ruột cho các bác, là có hai mẫu, một là mẫu khung vuông, hai là khung tròn, giới thiệu cho các bác, giới thiệu cho anh em tham khảo. Thì bên em cũng phục vụ toàn thể các bác là PCB đầy đủ hết tất cả linh kiện, giải lẻ phục vụ anh em, phục vụ các bác. Thì các bác đặt hàng thì cứ liên hệ với số điện thoại đầu trang là 0823 835 417. Thì về bên shop em thì các bác muốn đặt cái gì thì từ một cây củi và đầy đủ loại cho các bác, phục vụ cho các bác và phục vụ cho anh em. Thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì cho em giới thiệu qua về cách thức giao dịch bên shop em. Shop em là có hai hình thức giao dịch, một là ship COD, hai là gửi xe. Ship COD thì các bác đặt hàng và nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng mẫu mã thì các bác mới phải thanh toán. Còn về phần gửi xe thì bên em lắp ráp và căn chỉnh gửi xe cho các bác nguyên cây, thì các bác gửi xe thì các bác nhiều quyền lợi hơn. Ship COD thì một cây củi nguyên bản, một cây củi thì bên em bóc tách ra làm 2 đến 3 đơn lẻ gửi bưu cho các bác, và các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng mẫu mã thì các bác mới phải thanh toán. Gửi xe thì bên em gửi xe cho các bác là lắp ráp và căn chỉnh OK và trả video cho các bác, thì các bác chỉ việc nhận hàng và về đi test củi luôn, không phải lo nghĩ là cái hàng trục trặc hay là hàng hỏng hóc xảy ra nhé các bác, không bao có tình trạng lừa đảo nhé các bác. Hàng là lúc nào cũng là bên shop em lúc nào cũng là uy tín nhé các bác. Thì và giới thiệu sản phẩm thì em giới thiệu cho các bác là hai mẫu, một là khung mini vuông xương cá, khung mini rất chị OK cho các bác và cho anh em tham khảo. Thì các bác tham khảo thì muốn đặt hàng một bộ khung cò ruột thì liên hệ với số điện thoại đầu trang để được bên shop em tư vấn. Ruột của nó đây các bác, ruột và búa là búa đồng, quy là quy nhựa nha các bác. Các bác có thích quy đồng thì bên em cũng có nhé, đầy đủ cho các bác, đầy đủ phục vụ cho các bác và cho anh em. Cò đây, đồng trục cho các bác, đồng trục cho anh, đầy đủ hết linh kiện ở trong túi này nhé các bác. Thì các bác cũng đặt hàng thì liên hệ số điện thoại đầu trang và Zalo thì để được bên shop tư vấn một cây củi tốt nhất cho các bác, cho anh em tham khảo. Và khung hai là khung tròn nha bác, khung tròn mini cũng hàng rất chi là OK, hàng Aji Fokker nha các bác, đời 2021. Và bên em cũng ship thì bên em cũng, và các bác có nhu cầu của các bác thì các bác muốn bên em lắp ráp và như này, đồng trục lắp bộ khung cò ruột nguyên bản thì lắp cho các bác và cho anh em, là về các bác là chỉ việc lắp bình và lắp giảm thanh vào là OK nha các bác nhé. Đấy, rất chi đồng trục, không bao giờ có trục trặc. Các bác bên em phục vụ các bác nhiệt tình, chu đáo, không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra nha các bác. Thì em không công bố giá, thì các bác anh em đặt là một bộ khung cò ruột đầy đủ thì liên hệ với số điện thoại đầu trang để được bên shop em tư vấn. Thì cuối video cũng lại cho em gửi lời chúc toàn thể các bác cùng toàn thể anh em có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi niềm đam mê của mình. Và các bác xem kênh, theo dõi kênh thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để em có động lực ra những video chất lượng hơn cho các bác, phục vụ cho anh em tham khảo. Và bên em đầy đủ tất cả linh phụ kiện rời lẻ phục vụ cho các bác, phục vụ cho anh em. Các bác liên hệ với số điện thoại Zalo đầu trang để bên shop em tư vấn cho các bác, cho anh em. Vâng, em xin chào các bác, chào anh em ạ.